Xin chào quý anh chị em. Hôm nay mình dành thời gian chia sẻ với anh chị em một cái ứng dụng rất hay của cái phần mềm Google E cũng như là của cái phần mềm Google Maps. Thì đối với hai cái phần mềm này thì nó có cái tính năng là cho người dùng cập nhật các cái dữ liệu khảo sát cũng như những cái số liệu thiết kế ở cái dạng file AutoCAD cho phép mô tả cái nền Google Maps. Thì qua đó nó giúp cho chúng ta đánh giá được cái số liệu khảo sát hiện trạng cũng như là giúp ích cho cái việc công tác thiết kế và cũng như là công tác quản lý cái dự án đầu tư xây dựng công trình. Thì đây là một vài dự án tôi đã cập nhật lên đây, và đây là một cái dự án khu công nghiệp. Và song song với đó, chúng ta cũng có thể là cập nhật trên cái phần mềm Google Maps. Xin đi vào chia sẻ chi tiết cách thực hiện. Ở đây tôi có một cái ví dụ cụ thể, tôi muốn ghép cái bản đồ quy hoạch cụm công nghiệp Thái Dương. Tôi muốn đưa cái bản đồ quy hoạch này lên cái hiện trạng của cái nền Google Maps và Google E. Thì ta cần nhờ đến cái phần mềm trung gian, đó là cái phần mềm HMap. Thì đầu tiên các bạn mở phần mềm và mở cái file này ra, và chúng ta chọn chế độ xuất bản vẽ ghép sang cái file Google E có dạng đuôi là KMZ hoặc là KML đấy. Và các bạn nhớ để ý trong cái bảng lựa chọn này, chúng ta là chọn là cái tỉnh nào phù hợp với vị trí công trình của chúng ta, và chúng ta ấn vào bước chạy. Sau khi chúng ta thực hiện cái thao tác như vừa xong ấy, thì bản vẽ quy hoạch nó đã được chuyển update sang cái phần mềm Google E, và đây có thể là add cái bản đồ này lên cái trang Google Maps theo một cái tài khoản Gmail nào đó. Để làm được cái việc này thì chúng ta phải chết ở trong cái phần mềm Google E này, lưu lại cái file KMZ. Thì để mà tạo ra một cái bản đồ trên Google Maps ấy, thì các bạn vào cái biểu tượng 3 chấm này và vào cái mục địa điểm của bạn, chúng ta vào cái mục Maps và chúng ta vào cái mục tạo bản đồ mà tích và nút nhập ở đây. Và trong cái mục tải này này, chúng ta chọn cái file KML chúng ta vừa tạo ra đây. Và tất nhiên là ok, thì chúng ta sẽ được một cái file bản đồ ta có cái kết quả như sau đây. Thì khi các bạn tích hợp vào cái tài khoản Gmail của mình ấy, thì Google nó cho phép chúng ta đồng bộ với các cái thiết bị di động. Thì cái việc này rất là tiện lợi khi chúng ta sử dụng các thiết bị di động rất là phổ biến bây giờ, thì giúp chúng ta tốt trong cái việc là đánh giá hiện trạng, phục vụ công tác thiết kế cũng như là quản lý quá trình xây dựng các cái công trình trong dự án. Vừa rồi là cái phần chia sẻ nho nhỏ mà tôi thấy cũng rất hữu ích, hy vọng nó cũng hữu ích cho anh chị em.